dọc đường. Thấy không, quá trời trái luôn rồi. Có chứ. Khoan đó, mình bẻ cái mình ăn cái nha cả nhà. Cầm nhìn đi. Ăn vô. Chắc ngầm. Nó ngọt mà nó chua. Ăn vậy mới đã. Ê, thấy cái bộ chua. Chua ai? Nghe tới chua ngán. Cái này á, ăn cái mặt nhanh. Chấm nó bắp đường. Mới bẻ một chút. Rồi nó chua mà nó đã. Mình cháy xài sống luôn. Lấy cái vụ bẻ nó được chứ. Bịch đâu, lấy bịch bỏ đâu. Ừ ha, lấy bịch đi chợ. Cho mẹ cái bịch đi chợ cho. Cái này giờ làm gỏi ngon, nó chua mà nó đậm đà, nó ngọt. Chua, ngọt. Chua không me nữa. Chị, ủa mấy vụ mấy trái không sâu á. Ừ, bẻ mấy trái không sâu, bẻ có sâu bẻ làm gì. Đừng làm quá rồi, ông nó giật mình như vậy, nó quýnh tôi chết. Nè, trái nhóc nè. Nghĩ ai mà bẻ đâu. Tám thiệt mà. Không ai bẻ đâu cả nhà. Cái này bơm, cái này bơm đi rồi ta. Ừ, cái trái mà nó bự bự đó. Nè, bước vô bẻ đi. Được không? Được, không có ông rồi, vô coi rồi, không có ông. Ở ngoài, ở trong đây có nhỏ nhỏ không mà nó dừng ra, nó đưa ra trái bự rồi chạy ra ở ngoài đường để chạy. Ừ. Nhìn thấy chịu đâu có nổi. Ừ. Ê, nó sâu rồi phải không? Tại vì ai không, đâu? Không, đốt. Ông bóp mà. Ừ. Nó còn nhỏ, ông đốt thì nghe có gió. Thấy không, cái nhà trời ơi. Nhìn nè. Bẻ gì em xấy sao bẻ dữ vậy? Hả? Bẻ gì xấy không tốn xu nào, ở Việt Nam hay đi chợ, cái này đi chợ. Ừ. Đã không? Này chợ. Cái trái đó bự đó. Nó dơ dơ lên nó bự. Dơ chụp. Nhìn nè. Ừ. Thấy không? Thấy. Công việc. Tóm đó. Ui da gai. Cái này gì? Táo. Ơi, cho nè. Cái chư. Bạch rồi đó. Bé ăn hết không? Em bé giữ ra em ăn hết không? Cái bụng nè. Con nó bụng gì nè. Ừ. Sao chịu nổi? Sao vậy? Rớt luôn. Em có trái táo để chứa nè. Cái này cũng từ từ. Ta đi ra. Con đi cái bằng này không? Nghĩ ngồi sách không nổi. Ừ. Ở trên đây trái nó ngon hơn. Ừ. Nó không bị con ấy lừa cắn. Lên cao hả? Không biết sao. Sao ông cũng không biết làm sao. Ừ. Cũng tới rồi, giờ phóng. Đây, nắm dây này, nhánh này cho. Rồi phóng đi. Ừ, coi chừng cây nó. Cây nó bóng, bóng là mình phải phóng. Cẩn thận cây không phóng lên nó đâm vô cái mặt cái là gồ có thể quá. Cái cây bên này anh ngọn nó từ từ. Ê, nó có bị ong chích gì thế nào. Thấy không? Nè. Trái nó liền o ha. Ừ. Đẹp. Đẹp hơn như này ha. Ừ. Vậy anh cũng hết mình nó bịch 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 cho. Đấy, nó thấy không? Ai chọi đó. Có nhiều đâu mọi người mới sao. Hai trái bự với ăn bên bẻ. Wow. Rồi, xong, về ha. Gì? Em biết em. Rồi, về. Về đi. Hết rồi. Còn nữa hả? Đâu nữa? Thôi đi ra. Ừ. Anh ra, anh cầm giùm em đi. Em qua anh cầm đi, tự em quặng được. Đó, 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 được rồi. Nhận cái tay lấy ba trái nè. Cặp đó. Nó búng kêu anh luồn lên như đầu cây. Cậu chưa à? Đang lục nhỏ rồi mà
còn kêu quằn nhánh nữa, nhánh này nó bung lên cái là rồi lên đầu cây chơi chết mẹ không rớt vô mặt rồi. Được rồi bé ơi, được rồi đi ra tham bé quá trời. Ui ui đâu rồi, nhiêu đủ rồi thì biết là nhiêu đủ rồi, đâu bé nữa, quay cho người ta coi, quay cho người ta coi nè, cầm đi mấy, quay cho người ta coi. Rồi đủ rồi, nó đủ rồi nhìn nhìn. Đâu, ngoài nắng nó... nhìn nhìn cũng lợm. Ê, đủ rồi nó ngoài nắng á nó đẹp hơn à. Ông chích mà cũng lựa cũng thơm sợ đen da, ông chích mà sợ đen da mà không. Nó táo, còn đây là dâu, đây là những chùm dâu gừng chín đen. Đấy, vậy mà cũng còn quăng nữa. Khủng khiếp, khủng khiếp quá. Trái nó ngon vậy nè. Lúc nào cũng ngon, ngon và ngọt, thơm ngon, ngọt. Cái đó bóng ngon vậy em, không có sâu đút kìa, không có ông đút kìa. Kìa, nhìn thấy không, không có ông đút á. Bẻ không, quằn xuống cho. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi, vợ tôi đấy sao? Cho phải khỉ. Nè, cái khỉ vào rừng. Cái đó. Đây là rớt luôn. Rớt luôn. Rụng là thằng em lụm lên luôn á. Biết chưa anh vừa nói không? Trời ơi, như là 20 kg rồi trời. Trời ơi, lên xe. Vừa là xách lên tới đây, tới để đây cái nó banh bọc luôn. Thôi đi về. Dẹp dẹp cái này mới có chỗ ngồi chứ. Để em ngồi đâu. Hơi vậy. Cái đó cái apple này là apple nặng với gừng, em nghĩ người ta trồng hồi xưa á. Cái người ta cái chứ hay là gừng. Cả nhà apple gừng mà vậy nè. Gặp ở Việt Nam mình. Trời ơi trời, gừng ha, trồng còn không có nữa, đâu tới gừng. Một xe. Cha cô chứ, bữa nay con 4 tuổi rồi. Bữa giờ qua 3 tuổi giờ 4. Ha, ha. Ha. Lộn hả? Nói lộn hả? Hả? Thành quả. Đi đâu mà nó có thành quả vậy là vui rồi. Thôi đi về. Đi về thôi, ngồi cái cây kinh khủng không? Lụm tiếp, lụm tiếp. Nó sao đây? Cho tôi cái bọc hay cái gì chân gì trời. Có ai có bọc gì em, xin cái bọc đây. Cái bọc này đi. Tôi rồi. Chắc là chưa lẹ. Má chưa có gặm vô, chưa nhai nữa. Rồi. Không có chát. Vì chát vì chua. Chừng có ong á. Không ra phụ vợ mình rớt cái bất kỳ mày. Đó. Rút trên xe bẻ tới. Là cái blueberry blackberry đó. Gai con. Trời ơi, nói luôn. Gai con. Thấy tôi đập rồi nha. Nè mẹ quay nè. Mẹ quay gần lại. Hả? Mẹ quay gần lại nè. Cái người này bị ác độc với tôi. Trời ơi, tôi quặn được rồi. Nó bẻ nó dài. Cái gì? Đẹp hơn. Bây giờ ông không cho tôi bẻ đi, tôi qua tôi lợi tôi dòm nhé. Cũng vậy à. Không đâu. Nên lủi xe xuống rồi em đứng lên xe em bẻ. Thôi. Thôi, hết trái ngay đi. Mẫu ngừng hơn. Ở nhà có nhiều dữ lắm rồi đó mẹ. Hả? Ở nhà có nhiều dữ lắm rồi, mẹ cầm mẹ quay đi. Ở nhà thấy không? Cái nhà thấy chưa? Bây giờ em tay quần trước, một tay quay phim rồi hết tay bẻ. Bây giờ một tay quần, một tay quay phim. Tay nào bẻ? Thôi nè, con quay cho mẹ đi. Khánh Hằng có hai cái tay, tôi quên, tôi tưởng tôi có ba cái tay.
Sao đây? Thôi bẻ đây. Thôi bẻ đây. Đấy. Mình đi bẻ đầu tiên đi. Bẻ đầu tiên. Này bẻ. Ôi. Ngon quá, cái góc ở đây qua nhíu rồi. Cái đó. Gì nữa xong được rồi. Hàng nó đang nhíu một cái rồi nó nhắm ổn rồi. Chứ như mắc kẹt lại xình nước không mà mắc kẹt nữa. Giống như con khỉ quá. Thôi đi. Không ổn rồi. Cái bị phỏng tay trên nè. Chứ không ai mà bẻ nhiều, bẻ mà hết cái tôi gì được đâu. Hết tới rồi. Hết tới rồi. Thôi lên xe đi. Về à? Ít luôn. Không bằng ngày hôm qua, bị người ta phỏng tay trên, khoan từ từ chưa leo lên. Ok. Nó ngon như vậy à? Giờ ai đứng ngoài đường bẻ trái cây? Ngọt, chua chua ngọt ngọt. Ngon, nhìn thấy không? Thấy chua chết luôn. Chua hàng mặt anh không hết rồi. Cắn vô cái mà anh mặt rút sâu ở trong, không biết chua cả nào. Ngon hơn, cái cây này ngon hơn cây nhận qua. Mà vẫn chua như nha. Chúng đuôi mắt luôn. Đang mà anh giờ xong quay đang cắn tới ta cha bồ em bé. Chua ngọt. Này một chấm cần nghe hấp bột chua là cần hết. Ăn vô hàng mà nó không cái này nghe em một chấm ớt ăn thù. Nó đã gì đâu luôn. Sao mày? Chua như hơn mè. Không mè dám đâu mè nó chua nó cũng ngọt ngọt vậy đâu. Cái này chua chua ngọt ngọt. Nó có chua nó có ngọt. Ngon, nói chung là thôi, đủ rồi. Nè, rõ ràng không thấy ngoài rừng không? Ngoài đường vậy đó, rồi cặp cặp theo mấy bờ nè. Nhiều lắm trời, cái này mà chịu bẻ mà lấy xe công nhông đi. Thiệt không? Nhiều lắm. Ai đâu mà ăn. Mình phá phá gì đó chứ. Không ai ăn đâu. Thôi. Khô xong rồi. Dạ. Cái là nữa trong vòng 1 phút 30 giây. Hồ là chín. Ôi chưa dạy mà cũng biết sắc nữa. Con đeo à? Rồi sao không sắc chưa hết? Chưa xong mà. Nhớ cẩn thận sắc để cái móng tay cho con dao qua bếp. Quậy à, quậy à. Dao châm. Ở trên hai sắc kìa. Con cắt nhỏ hơn hả? Không sắc vậy được rồi. Con sắc sao mày ăn vậy? Quay bên đây, quay bên đây, quay đây, quay đây. Dạ. Xong, cầm vậy, cầm như bánh xong. Chắc để cái ngón tay vô con. Like this. Dạ, qua con bé. Xong, your fingers. Your fingers like this. Được không? Thôi, nó sắc sao Mỹ Lan, nó cảm thấy được rồi con. Ừ, nó sắc vậy đi, cởi nó đi con ơi. Nó đưa ngón tay, con biết sắc, con đưa ngón tay. Nó không biết sắc, nó cắt, nó đưa ngón tay vô rồi. Nó lụm mà. Con sắc sao thấy an toàn hơn. Con sắc sao mẹ thấy sợ quá. Hay dạ. Hốt bỏ vô, hốt bỏ vô. Hốt bỏ vô. Ngọt sắc hơn. Thôi con lấy để là hỏi chấm với muối đi. Con chắc để con tay cái đầu con tay vô con coi. Thấy ghê quá. Con chỉ làm gì tay con hít muối vào. Rồi bỏ vô đi. Cẩn thận nó chắc lộn cái là nó đứt cái ngón tay mình phải co động và. Con bị đứt lâu rồi. Chắc vậy. 100 miếng sắt kìa. Còn 100 sắt, con vào. Chắc cái tay con mỏ mỏ mắt ra trời. Chắc con nhắm mắt. Sắt là gì mà làm sao mà sắt dính đâu bà con. Nó sắt nó như ha. Trời, thấy con gái em sắt đẹp không? Đẹp hơn gái mẹ. Điều rang trời ơi trời sắc cái mặt kiểu này ăn luôn rồi giang sinh ngồi nghỉ đây đừng thốt nốt nha đừng có quay lại đem quay cái đống này đi đừng quay đem từ Việt Nam ra. Việt Nam ra. Bắt đầu trộn nha bà con. Mình trộn nè.
đường thốt nốt trộn với đường thốt nốt với nước mắm đó. Brown sugar and fish sauce. Mix salad for cái này green apple. Very sour. Very sour. Chắc ngon lắm đây nè. Even lime mix. Hai vợ chồng đút nhau ăn. Nó phát hiện rồi bà con ơi. Gì? Cho con miếng khô đi. Thật miếng ngọt ăn mới ngon. Này là cha kia. Kia vợ ông Tửng nó làm ba mẹ ăn được rồi. Nhìn cái gai kia, con khỉ bên kia nó đâu phải đủ. Heo, chứ không phải khỉ nha. Con heo nhỏ. Heo vàng đó, chứ không phải heo bình thường nha. Ok. It's like me calling an elephant a donkey. Ủa mà mình ăn vậy thôi hả? Chứ mà nó có chiên cánh gà, chiên mắm mình ăn hả? Chiên gà, chiên gà ăn kìa. Gà nó đói bụng chưa? Đâu quá cũng đâu, nãy qua ăn con vịt với cơm rồi. Gà nó ăn vịt với cơm mà. Ăn con vịt với cơm rồi sao? Chưa đói bụng. Mình lát cho ăn gỏi xong rồi ướp cánh gà, cánh gà nữa, chiên mắm. Ăn đi. Ăn đi chứ. Thơm qua mẹ đút con cá nào thơm. Con thử đi. Thử gọi đi. Ngon thơm. Thử khô đi. Thơm. Ăn thử đi. Thử con. Anh chưa có xương giữa này, xương giữa nó giòn. Phải kêu con gà qua cái gì cứ cứ cứ. À đúng rồi. Có ăn làm gì kìa bà con ơi. Thằng nhỏ con làm gì hoài. Các bạn thương. Xương ăn sẽ mất cổ. Hai mẹ con ăn đo mỡ. Ăn mà không thể nói thành lời. Nó ngon mà như apple mà trộn gỏi xoài. Apple mà trộn gỏi khô vậy đó. Bơm. Bơm trộn gỏi. Bơm chua. Ui, cái bơm nhỏ. Bơm chua chứ không phải bơm ngọt. Bơm ngọt trộn gỏi không ngon. Cái bơm xanh. Ai đặt cái tên cái bơm vậy? Cái green apple với bơm xanh á. Mình gỏi nó ngon. Nhưng mà đặt con kia giống cái bơm giống như cái bơm. Tỏi luôn tròn. Có cái cuốn. Nhìn giống cái bơm. Nên thế là đặt tên bơm. Giống như đem lên cái đi lên taxi. Mà mấy thằng hỏi đem cái gì lên vậy? Nó nói cái bơm. Né, cũng như là né. Hả? Bà con cô bác. Ta hãy thích được con. Mình không biết sao kêu bằng trái bơm. Ừ, chứ anh kêu bằng cái gì? Này nè. Cô bác này ăn kêu trái bơm. Trái táo. Nổ, bà nó không kêu trái táo. Trái táo là trái nhỏ. Rồi, chúng ta kêu bằng trái bơm à. Đây. Bơm rất là chua. Mọi người nhìn đi. Một miếng khô. Bắt đầu. Vô. Cũng. Vô. Vô. Nó thiệt luôn, nó giòn nó ngon hơn sợi. Cái sợi nó bị dai. Nghe nó giòn, nó chua nó giòn. Thêm chút nước mắm nữa. Ngon lắm. Mọi người nhé, trộn đường. Đường với nước mắm thôi. Rồi đổ nó vô đây tại nó chua rồi. Rồi dứt khô. Trộn vô, khô cá sạch cũng được, không có cá lăng cá sạch. Khô mực cũng được luôn. Cá sạch nó khô, nó thịt, cá sạch nó không ngọt. Ngon quá. Ngon mà ăn không nói thành lời. Ngon quá trời ngon. Thì còn nói giờ chưa bao giờ làm ngon vậy. Chua chua. Những đường. Nghĩa nó chua chua, ngọt ngọt. Mặn mặn. Cà ca đầy đủ hương vị quê hương của chúng ta. Ăn chua như em 100% apple luôn. 100% trái bơm luôn.
Vô. Vô đi, vô đi. Vô thiệt. Dày quá. Dày quá nè, nó vô quá, anh không thấy em lựa lựa hả? Muốn lát vậy nè. Còn nữa hả? Còn. Trời, mình chắc nhiều lắm hả? Thì nãy chắc nhiều lắm. Ngày đêm ngàn đường. Vì cho mai nè. Ừ, ngon quá lắm. Mất. Chà đường. Chà apple chua, chua ngọt. Ừ. Thôi đã. Dạ, xuống máy rồi. Máy xuống bắt đầu cầm lên. Từ từ nó sẽ nghiêng. Rồi nó bỏ đũa. Con ơi, nhắc thêm một lần nữa bà con làm nhớ đừng giống như chắc to quá, dày á, dày quá. Mỏng quá không ngon nha, không được nha. Thôi nhưng mà mỏng quá mới không mấy. Mỏng quá, mỏng quá, thấm muối vô nó hết chua đâu còn. Video tại đây. Dạ, em cũng sắp nghỉ ăn rồi, em hết nổi rồi. Ngon quá rồi. Chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ. Dạ, em ngon rồi. Em chuẩn bị đi uống nước dừa đây. Chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video lần sau. Chào cả nhà. Mình chào ăn bữa trưa tiếp. Nhưng trước khi bay thì em phải chào mọi người thì em phải cũng ăn một miếng cái cuối cùng cũng một cái vô rất là miếng.